Việt nghe thấy không Việt? Ổn chưa Việt ơi? Mai nghe chị thấy nói thế rõ không em? Nghe chị nói được không? Chào em Diễm, chào em Tú. Chào Thảo. Chào em Hương. Mình đợi một chút nữa rồi mình bắt đầu nhỉ? Chào em Hằng. Chào em Thanh. Chị chào các em. Còn 3 phút nữa. Mình chờ một chút nữa nhé. Mình chờ một chút nữa các bạn cùng vào đây rồi mình bắt đầu nhé. Thực ra thì cô chào em. Chào bạn Quyết Tiến. Các bạn khi mà tôi đang nói chuyện với các bạn mình thì tôi sẽ đọc được các bạn chat và các bạn nghe tôi nói có vấn đề gì cần phải hỏi lại các bạn cứ đánh máy nhé. Nếu như nhanh quá mà tôi chưa kịp trả lời thì các em lại đánh lại giúp giúp cho tôi. Tại vì nhiều khi các bạn đánh mấy chiếc liên tục đấy thì nó bị trôi hình đi, mình không nhìn thấy nhá. Cô chào tất cả mọi người, chào thế như này nhá. Mình ở đây hôm nay thì rất vui. Hôm nay là được cũng không nói là cái gì, nó là cái ghê gớm lắm. Mà đây là cái cách trao đổi giữa một người làm nghề với các em, có thể là các em là sinh viên, các em còn đang băn khoăn lúc chọn nghề, chọn cái công việc cho mình, cũng như có bạn thì mới vào nghề, hoặc cũng có bạn đã làm trong nghề rồi mà có những băn khoăn, thì đây gọi là một cuộc trao đổi. Chúng ta gọi đây là một cuộc trao đổi nhé. Thoải mái này, cùng thoải mái này, cùng để chúng ta có cái tư thế rất thoải mái để nói chuyện với nhau. Đầu tiên ý, thì tôi xin giới thiệu về bản thân. Tôi tên là Linh, hiện đang phụ trách bộ phận ăn uống của khách sạn Crown Plaza West Hà Nội. Của khách sạn Crown Plaza West Hà Nội là một khách sạn 5 sao nằm trong tập đoàn quản lý khách sạn Intercontinental Hotel Group. Là cùng với cả khách sạn ở cái tập đoàn này thì đã có tương đối nhiều khách sạn ở Việt Nam. Ví dụ như Intercon Sài Gòn, Intercon Đà Nẵng, Intercon Nha Trang, Intercon Hà Nội, Crown Đà Nẵng và cái này là cái Crown Hà Nội. Hiện đang mở thêm một số khách sạn nữa ở Phú Quốc. Và tương lai thì có thêm 5 khách sạn nữa ở Việt Nam. Nói qua về tập đoàn thì cũng nói qua với các em về cái mà mình gọi nhau bằng chị nhá, chị em cho trẻ. Thế thì nói qua là chị thì bắt đầu cái nghề này cũng được hai mấy năm rồi nhỉ? Có khi có những em mà ngồi đây có khi còn chưa sinh ra. Là bắt đầu cái nghề này từ năm 1995. Khi đó thì đất nước mình, cái này chưa gọi là một nghề. Cái ngày xưa gọi là bồi bàn. Cái gì? Nghề bồi bàn. Thì cũng là cái nghề nhưng mà không được coi trọng. Và lúc đấy thì nó còn quá là lạ đối với người Việt Nam mình. Chị thì chị học xong phổ thông thì thi vào đại học. Thi vào đại học thì học đại học văn hóa.
Nếu như mà đúng nghề thì là mình sẽ là học làm phát hành sách, là cái chỗ mà những cái cửa hàng sách, hiệu sách ấy, là nghề của mình. Đấy, nhưng cái đợt đấy thì đất nước mình cũng rất là nhiều thay đổi, vì bắt đầu mở cửa ra, có nhiều chính sách thay đổi. Đó, sinh viên ra trường là lúc đấy phải tự tự xin việc, thay vì trước đây là được phân công công việc. À, thế thì cũng nghĩ là bây giờ nếu mà đi xin việc thì mình cũng, mà thực ra thì rất là nhiều đi để xin được vào những cái việc thì không dễ, đơn giản, không 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 dễ một tí nào. À, thế thì lúc đấy mình mới bảo thôi bây giờ thì chưa xin được việc như này, mà tốt nghiệp ra trường năm tốt nghiệp ra trường là năm 91 thì chị tốt nghiệp, nhưng xong thì chẳng xin được việc làm gì cả, nghĩ là bây giờ cứ đợi chờ xin việc thì thôi, làm được cái gì thì mình làm trước, thế là mình lấy chồng, mình có em bé, mình trong một nhà mình trông em bé. Thế là trông em bé thế rồi đến lúc mà có cơ hội thì đi làm, thì thực ra là có một cái chị hàng xóm, anh chị hàng xóm thì có một cô em, cô ấy làm khách sạn Hà Nội, nhà đấy khách sạn Hà Nội thì ở Hà Nội thì chỉ có ba khách sạn lớn, đó là khách sạn Metropole, là ngày xưa là khách sạn thằng Victoria là sẽ... đó, xong rồi sau đó thì có khách sạn Hà Nội là khách sạn 11 tầng, và rồi khách sạn Thắng Lợi, rồi đến khách sạn Lakeside. Có thể làm khách sạn Hà Nội thì ngày đấy khi mà Lakeside bắt đầu mở cửa ra tuyển thì mình cũng xin vào ngày đó, mà chưa biết cái gì ngày cả. À, chào em Hằng, chưa biết cái gì cả thì cũng chỉ nghĩ rằng là thôi thì mình cứ đi làm đi, rồi mình đi làm để mình kiếm tiền đã, mình kiếm tiền rồi mình sẽ đi xin việc đúng cái việc mình học. Thế rồi mình đi làm thì mình apply vào, thì xin việc vào thì ngày đấy thì cũng có tí tiếng Anh, học của đồng tội thì cũng học được một chút tiếng Anh, nhưng không được như bây giờ đâu. À, đi tuyển thì cũng ngây ngô lắm, ta bảo có biết cái gì không mà chẳng biết cái gì cả. Thế là đi thì cũng chẳng nghĩ là được tuyển đâu. À, thế rồi cuối cùng trúng tuyển. Trúng tuyển thì vui lắm, vì tuyển mình là một anh người Trung Quốc, khách sạn của Đài Loan nhưng mà thuê người Trung Quốc quản lý. Thế tuyển người Trung Quốc tuyển vào ấy, xong rồi mình được đi học. Học thì thực ra mà nói thì đi học thì học nghề thì cái gì nó cũng mới lạ, mà cái gì cũng thấy mình háo hức lắm cơ, tại vì mình cái đây nó thực sự nó rất là mới lạ, là mới lạ với tất cả mọi người. Bây giờ các em có thể học trong trường, các em biết, được biết, các em được thực tập, các em biết cái nghề là cái gì, các em biết nó là cái gì, nhưng mà thực ra ngày xưa đối với cả chúng tôi thì nó là một cái gì đấy nó hoàn toàn mới mẻ vô cùng. Cái hay là cái gì cũng thấy đẹp đẽ lắm. Thế thì đi học thì được trả tiền cũng thích lắm, được 20 đô đi, 20 đô là rất to. 20 đô lúc đấy là để tưởng tượng như này này, một một cán bộ của viện khoa học thì có đi làm lương cũng chỉ được 200 nghìn, 20 đô với hơn hai khoảng 200 nghìn. Đấy, đi 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 thực tập mà đi đi học mà được được lương như thế thì cũng là điều không tưởng từ xưa đến giờ. Nên là rồi một thời gian học xong thì khách sạn mở cửa, thì bắt đầu được hưởng lương là 80 đô. Ôi trời ơi sao mà nó lại nhiều thế, 80 đô. Thế rồi làm thì cũng là nhân viên, xong rồi cũng thấy cái nghề đương thú, bảo thôi cứ làm tạm đi, rồi bao giờ mình có tiền mình để dành tiền thì mình đi xin việc. Thế rồi rồi đến làm tạm đến tận bây giờ, nên cái nghề nó cứ hứng thú rồi cứ theo đuổi đó. Thế rồi cũng có chuyển đi một vài chỗ, xong rồi chuyển sang khách sạn Hinton, xong rồi lại về khách sạn Lakeside để có những vị trí cao hơn. Thế rồi lại sang khách sạn Fortuna, rồi lại quay trở lại Hinton, và bây giờ thì về đây. Thì cái những cái vị trí mình trải qua thì nếu để mà thành công trong nghề này, bây giờ cứ cho là cái nghề này bây giờ thì trong cái nghề vậy, trong nghề dịch vụ thì trong nghề dịch vụ trong một khách sạn thì nó có từng rất là nhiều bộ phận F&B là bộ phận tương đối lớn trong một khách sạn. Thế thì để mà nhận để được đứng với vị trí bây giờ gọi là trong vị trí trong F&B thì cái vị trí đấy từ F&B là cao nhất rồi. Đấy gọi cũng gọi là một chút thành công, thì nó tôi nghĩ rằng là có thể ngoài cái may mắn ra, ngoài cái cố gắng ra cũng cần một sự may mắn, nhưng mà tôi nghĩ mình phải yêu nó đã mình mới làm được. Thế thì hiện ngồi ở đây đến bây giờ nói chuyện với các bạn thì tôi cũng đã có cái kinh nghiệm trong cái nghề này khoảng 24 năm rồi, 23 năm rồi. Thế thì hy vọng là trong công việc mình có kinh nghiệm sống mình có, và rất vui là nhiều bạn quan tâm, nhiều bạn cảm thấy bây giờ đây coi như là một cái nghề, và nói thật để mà nói với các bạn nghe là cái nghề này tương đối là hot bây giờ, tương đối là hot với cái thu nhập. Thế nhưng các bạn biết là với thu nhập của một
bạn nhân viên của một khách sạn chẳng hạn, nói đơn cử là bây giờ cứ cho là mức lương tối thiểu là 3 triệu 7, còn có các bạn biết là trong khách sạn thì có tiền service, tiền thưởng hàng tháng đúng không? Thì khoảng mới vào nghề thì các em có khoảng khách sạn hơn bù kém, đại khái là có khoảng hơn kém là trung bình là 3 triệu tiền service charge một tháng, cộng với 3 triệu 7 hay là 4, đấy là thấp nhất, chứ còn có những khách sạn 4 triệu, 4 triệu rưỡi tiền lương thì cũng là rất là ổn. Ổn ở đây là gì, so sánh với ngành khác có thể người ta có cái mức thu nhập cao hơn nhưng mà cái chi tiêu nó tương đối là nhiều, vì ăn uống này rồi những cái sinh hoạt cá nhân, ví dụ như những cái bạn làm ở trong khách sạn chẳng hạn thì các bạn có thể ăn ở khách sạn này, ăn trong căng tin, uống nước và các thứ, những cái chi phí đó, đại khái là những cái chi phí cho bản thân thì nó được giảm đi rất là nhiều. Cái đấy cũng là một cái mà để nói rằng là làm khách sạn với ngành khách sạn này với thu nhập như thế được khoảng 7 triệu một tháng thì không phải là mức thấp so với các em học mới ra trường. Thì cái đấy là một ngành cho nên chính vì thế mà nó là tương đối là hot. Nhưng không phải ai cũng nghĩ rằng là xác định rằng là mình làm cái nghề này, và nhiều bạn tôi biết rằng là làm cái nghề này chỉ gọi là ôi bây giờ tôi chưa có việc gì, cũng như khi tôi bắt đầu cái nghề này, làm cái nghề này là mình làm tạm thôi để mình kiếm một công việc gì đấy nó khác hơn, hoàn toàn hợp lý, các bạn cứ coi như đấy là hoàn toàn hợp lý, tôi không hề cái tôi không phản đối chuyện đấy, mà tôi cũng nghĩ rằng là các bạn còn đang trẻ, các bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn, có thể cái nghề đấy các bạn học các bạn làm nhưng các bạn cảm thấy là các bạn không phù hợp, hoặc là các bạn chỉ làm một thời gian để các bạn có tích lũy kinh nghiệm. Mà cũng nói luôn là để ai đã làm khách sạn rồi thì khi mà đi tuyển những vị trí khác thì rất dễ, là vì nhất là khách sạn 5 sao. Thế thì hy vọng là các bạn đã có một cái thói quen, tức là ngay trong khách sạn thì các bạn không biết đâu hàng ngày các bạn tích lũy được rất nhiều thứ, giao tiếp với đồng nghiệp, giao tiếp với khách hàng, ngay cả cách đi đứng thì các bạn lúc nào cũng được người khác quan sát, cho nên là ngay cách đi đứng tác phong các bạn nó cũng hoàn toàn thay đổi, nó hoàn toàn khác, các bạn không nhận ra. Nhưng khi mà các bạn đi phỏng vấn chỗ khác thì những cái người mà làm một dịch vụ mà phỏng vấn những cái khách sạn mà có sao rồi, tiêu chuẩn rồi mà đi phỏng vấn đi chỗ khác thì thứ nhất là khả năng về chịu được áp lực, và thứ hai là về cái tác phong thì nó rất là ổn. Thế thì bây giờ mình sẽ vào những đấy là cái nói cái qua thôi, còn vào những câu hỏi mà các bạn có hỏi thì mình sẽ xin trả lời. Thực ra để mà nói như này các bạn cũng thông cảm là thời gian thì không có nhiều, mà có rất là nhiều câu hỏi, mình có một số câu hỏi đây rồi mình sẽ trả lời, có những số câu hỏi thì nó tương tương tự giống nhau đấy, thì các bạn cũng có thể hỏi, thấy những cái câu trả lời mà tương tự giống nhau thì các bạn cũng thấy cái đấy làm cái mà có thể coi đấy là cái trả lời. Còn trường hợp các bạn nào có những câu hỏi mà tôi không trả lời hôm nay được thì các bạn cũng rất thông cảm vì thời gian nó hạn chế, và tôi cũng thì các bạn có thể cứ tiếp tục gửi thông tin và gửi mail vào cái nghề khách sạn, tôi sẽ trả lời. Các bạn cho tôi có thông tin là email, tôi sẽ trả lời các bạn bằng email. Khi tôi có thời gian tôi cũng sẽ hứa, tôi không xác chắc chắn là tôi sẽ trả lời được các bạn 100%, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng trả lời dần các bạn. Thế thì các bạn cứ gửi email vào cái nghề khách sạn nhé, và có câu hỏi thì vào khách sạn, vào nghề khách sạn, hoặc là chat inbox với nghề khách sạn thì tôi sẽ trả lời. Bây giờ thì có một câu chào bạn bạn Nguyễn Đánh, bạn có đây không ạ? Kari Hàn Quốc a@gmail.com. Bạn có một câu hỏi là em có câu hỏi muốn hỏi chị Đặng Hải Linh, em mong muốn được làm bartender trong một nhà hàng khách sạn nhưng chưa từng được đào tạo qua một lớp nào cả, vậy liệu em có cơ hội được nhận không ạ? Bởi em là sinh viên nên chưa có điều kiện để đi học ạ. Bạn Đánh thân mến, thì cái nghề pha chế tôi cũng rất là vui là bạn có đam mê, cái đam mê pha chế này không phải ai cũng thích đâu bạn ạ. Vì cái nghề pha chế này nó không giống như cái, nó là nghề dịch vụ, tuy nhiên nó ở cái gì nhỉ, nói là pha chế là bartender thì thực sự ra nó là cái, nó cần cái khả năng, có cái khả năng gọi là bẩm sinh đặc biệt phải hơn người khác, là cái khiếu giác và cái vị giác cực kỳ tinh tường, phải rất nhạy cảm. Và ngoài cái đấy ra nhé, bạn có cái vị giác và cái khiếu giác rất là nhạy cảm ra rồi,
thì bạn vẫn phải qua một lớp cơ bản về pha chế. Vì làm sao? Khi bạn lớp cơ bản về pha chế nó có đến 40 loại cách pha chế, các loại cơ bản. Vì khi bạn học được cơ bản rồi thì bạn mới có kỹ năng để bạn pha ra những cái loại khác. Bạn có kiến thức là loại này có thể kết hợp với loại này, và cái loại này dùng cái kiểu pha nào. Trên tất cả các bartender trên thế giới thì đương nhiên là có những người họ học thực tế, học thực tế nhiều và người ta không qua trường lớp nào. Nhưng mà tôi thì tôi khuyên bạn là cho dù bạn đang là sinh viên nhưng bạn cũng có thể sắp xếp thời gian để đi học một lớp pha chế buổi tối, lớp nghề pha chế buổi tối. Và trong thời gian học thì bạn hoàn toàn có thể xin đi thực tập, xin đi thực tập để mình có thực tế này, mình cái mình học ở chỗ nơi mình học và mình áp dụng vào thực tế mình xem. Thực ra học là một chuyện, khi áp dụng thực tế nó cũng có cái phần khác nhau, và mỗi nơi các bạn phải hiểu là mỗi nơi nó cũng có một cái khác nhau. Thế nữa, thêm một cái kỹ năng nữa bạn cần thiết là bạn phải có khả năng giao tiếp và ứng xử rất là nhanh. Vì khi bạn là bartender, tức là bạn đứng trong cái quầy, trước mặt bạn là khách, bạn vừa làm và khách đứng trước mặt. Thế thì cái đấy là cái mà quan trọng nữa. Vấn đề đó là gần đây, khi gần đây thì cái tổng cục dạy nghề và bên Bộ Lao động Thương binh Xã hội yêu cầu là phải có chứng chỉ hành nghề của một số nghề, ví dụ như nghề nào bây giờ phải có chứng chỉ hết. Thế thì rất khoát là bạn cần phải có chứng chỉ về pha chế. Nếu không có chứng chỉ về chế, bạn có chứng chỉ về phục vụ về F&B cũng được, và bạn học thêm chứng chỉ pha chế khi bạn đã vào vào một khách sạn nào đó để làm. Mong rằng là nếu chưa có điều kiện đi học thì bạn có thể có điều kiện bạn xin đi thực tập ở những bar, bạn xin làm part time vào những buổi tối ở những cái bar mà bán nhiều cốc tai. Không cứ hẳn là một khách sạn 5 sao bạn nhé, không cứ là một khách sạn 5 sao, bạn có thể xin ra một cái bar ở phố cổ, bạn làm thêm buổi tối, bạn có thể thứ nhất bạn có thêm thu nhập, thứ hai kinh nghiệm sống, và thứ ba là bạn học thêm được một cái gì đó. Bạn cứ xin một phục vụ thôi, chứ còn nếu bạn xin vào làm ba thực tập ba thì người ta chưa cho ngay đâu, vì ba thực tế ra là nó có kỹ năng đặc biệt, và khi bạn là phục vụ thì cái thời gian dành phục vụ thì bạn hoàn toàn có thể nói chuyện với các anh các chị ba hoặc làm ở đấy và nhìn và theo dõi quan sát, cũng như là nếu như bạn đã có cái đam mê thì hoàn toàn bạn có thể học được. Hy vọng là bạn thành công, và nếu như bạn có cần thêm thông tin gì nữa hoặc cần thêm sự giúp đỡ gì nữa, bạn đừng ngại ngần, bạn cứ gửi thông tin đến nghề khách sạn, các bạn sẽ chuyển cho tôi và tôi sẽ giúp. Thế mình hy vọng là câu trả lời này làm hài lòng bạn Nguyễn Ánh. Cảm ơn bạn Ánh. Và tiếp theo là bạn Võ Thị Thu Hằng. Xin lỗi các bạn, hôm nay họng tôi không được tốt lắm. Bạn Võ Thị Thu Hằng ở địa chỉ email võthithuhằng11109a@gmail.com. Bạn có câu hỏi là để phục vụ tốt nhân viên nhà hàng cần có những gì? Không phải để phục vụ tốt không đâu, mà làm cái gì tốt cũng cần phải có lòng đam mê và tận tụy, đúng không ạ? Yêu nghề. Thế nhưng tuy nhiên là mình làm việc với trong một cái môi trường là dịch vụ, mà cái đối tượng mình tiếp xúc ấy là con người, mà đã là con người thì không ai giống ai, mà nhất là trong môi trường international, tức là trong khách sạn quốc tế, thì các bạn biết rằng là mình tiếp xúc với rất nhiều quốc tịch, người ta đến từ đất nước khác nhau. Người ta không có, ví dụ như đơn giản thì các bạn thấy là cùng là người Việt Nam thôi, gia đình khác nhau đã khác nhau đúng không, vùng miền, tính chất vùng miền nữa là ở quốc tế. Thế thì mỗi người họ được lớn lên trong một môi trường và họ có cái môi trường sống nó khác mình. Cho vậy là cái người ta đặt cái kỳ vọng, nên nó là kỳ vọng hoặc cái thói quen khác nhau. Thế thì cái người làm dịch vụ mà làm nhân viên, nhất là nhân viên nhà hàng, cần cái gì để làm được tốt ấy, thì chịu được sức ép về công việc căng thẳng và nắm bắt được tâm lý khách hàng. Nắm bắt tâm lý khách hàng ở đây là gì? Là các bạn làm nhiều ngày một ngày hai, có thể các bạn không có những cái sự nhạy cảm ấy, thì có thể cái đấy là cái mà bạn đã có sẵn, hoặc là bạn theo thời gian bạn có. Theo thời gian bạn có là bằng cách bạn quan sát. Bạn quan sát khách, bạn quan sát là bạn rút ra những cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Và đương nhiên là bạn cần phải có sức khỏe rồi. Có sức khỏe vì làm trong nhà hàng, bạn biết là cái cường độ đi lại nhiều. Cái bạn không có được ngồi, vì lúc nào người khác nhìn vào bạn thì bạn không thể nào bộ mặt bạn ủ rũ, không thể nào bạn
ngồi chỗ này bạn dựa vào chỗ kia, vì người ta luôn luôn muốn nhìn thấy bạn cái là rất là sẵn sàng phục vụ. Bạn đang đợi đây, người ta đến đây, bạn chờ ở đây để bạn phục vụ người ta, chứ không phải người ta đến làm phiền mình. Cho nên là lúc nào cái cần sức khỏe là rất cần thiết. Bạn có khỏe bạn mới vui vẻ được, bạn có khỏe bạn mới đi lại, bạn mới làm, bạn mới thấy thoải mái được. Mà tâm lý của mình cũng thế thôi, mình cũng phải biết giải tỏa tâm lý, chịu được căng thẳng. Và hai nữa là balance, tức là làm sao mình giải tỏa đến những cái căng thẳng của bản thân, để khi trong công việc là mình cởi mở này, mình vui vẻ này, hoàn toàn thoải mái để mình có thể làm tốt được công việc. À, bạn Võ Thị Thu Hằng, cái đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng rằng bạn hài lòng. Tiếp đến là bạn tôi xin trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Thùy Dương ở địa chỉ dương ntta@agc.com.vn. Bạn Dương có hỏi là bạn đã trải qua nhiều công việc ở văn phòng, ở vị trí kinh doanh nhưng vẫn thích cái nghề liên quan đến ẩm thực như là barista hoặc bartender. Và hiện bạn đang học barista tại trường dạy nghề Nespe tại Hà Nội. Trong 2 tuần tới thì lớp học sẽ kết thúc. Đồng thời 3 tuần nữa thì kết thúc lớp pha chế tổng hợp. Muốn làm việc khách sạn 5 sao nhưng với độ tuổi bạn có thể bạn hơn 30 thì bạn nghĩ rằng là cái độ tuổi như thế thì có phù hợp để ứng tuyển không? Bạn Dương thân mến, thì cảm ơn bạn. Đam mê thì không có tuổi. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cái bạn đam mê, vì khi người ta đam mê, người ta làm với cái lòng nhiệt huyết thì người ta sẽ dễ thành công. Bạn hoàn toàn có quyền thực hiện cái đam mê của mình. Bạn ứng tuyển ở vị trí bartender thì đương nhiên là khi mà bạn ở cái đam mê rồi thì tôi chắc chắn là bạn sẽ có những kỹ năng cơ bản để bạn ứng tuyển vào vị trí bartender. Khi vị trí bartender thì bạn cần có gì? Bạn cần khi mà bạn vào khách sạn để bạn ứng tuyển mà bạn sẽ phải ứng tuyển vị trí bartender thì bạn sẽ phải cho cái người sử dụng lao động họ nhìn thấy là khả năng của bạn là bạn đã pha được những cái loại cocktail gì. Đương nhiên là cái cơ bản đã đành, nhưng bạn phải cho cái người người cái người mà sử dụng lao động họ thấy rằng là tại sao bạn lại phù hợp. Cái khả năng của bạn bạn làm được gì? Và ngoài những cơ bản thì bạn có thể làm một vài loại cocktail mà bạn cho rằng là cái đấy là của bạn. Thêm nữa là cái khả năng giao tiếp và tiếng Anh. Cái kỹ năng pha chế thì bắt buộc rồi, khả năng giao tiếp thì dứt khoát là bạn phải có ngoại ngữ rồi. Thế còn mong bạn là giữ mãi được cái niềm đam mê thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Và đam mê như tôi rồi là không có tuổi, bạn hoàn toàn có thể là vào ứng tuyển, tự tin ứng tuyển vào một khách sạn 5 sao, vì thực ra bạn thấy là như tôi đến bây giờ bằng người này tuổi rồi tương đối nhiều đấy. Có thể là có một số bạn đây oxy chưa chắc là bằng tuổi con trai đầu của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ tôi nghĩ tôi già với cái nghề đấy hết, cho nên các bạn cứ yên tâm. Và chúc bạn Dương thành công. Còn câu nữa là các bạn hỏi là bằng cấp thì có quan trọng không? Bạn Hoa Mặt Trời, bạn Hoa Mặt Trời thân mến, bằng cấp thì nói như nào nhỉ, nói là không quan trọng cũng không đúng, nhưng mà là tất cả thì cũng không đúng. Tôi thì tôi không có bằng cấp trong nghề dịch vụ này đâu. Tuy nhiên là sau này khi làm nghề này thì tôi cũng rất may mắn là được ở bên Ủy ban EU có cái một cái dự án tài trợ về về cấp chứng chỉ VPOS. Chắc là một số bạn trong này cũng có nghe vì cái này tương đối là phổ cập hiện nay. Thế thì tôi học thì có chứng chỉ nghề, rất may tôi có chứng chỉ nghề, tôi mới khi mà khách sạn đăng ký lên cái để đăng ký 5 sao ấy, thì trưởng bộ phận phải có chứng chỉ nghề. May mà tôi có cái chứng chỉ VPOS để tôi thì khách sạn mới được cái đủ điều kiện để là 5 sao. Chứ còn chứng chỉ nghề của tôi là nghề phát hành sách. Thì quan trọng là mình phải yêu nghề, quan trọng với nghề. Và còn bây giờ đương nhiên là nghề thì đơn giản lắm, các bạn có thể có đi học nghề trung cấp, thậm chí là sơ cấp, thậm chí là sơ cấp, nhưng các bạn muốn làm việc, các bạn thấy cho người cho chúng tôi những người này, chúng tôi rất muốn là làm sao các bạn thân mến là chúng tôi rất muốn là với cái tuổi này tôi có thể công tác vài năm nữa thôi. Tôi rất muốn nhìn thấy các bạn đam mê, các bạn mong muốn học hỏi, các bạn tiếp tục theo đuổi cái ngành nghề này. Và các bạn, như các bạn thấy tí nữa tôi có một câu hỏi nữa của một bạn nào đấy mà tôi cũng có đọc rồi, là bạn hỏi là
Chị ơi, em thấy là xin vào khách sạn là khó này, với cả những cái vị trí chủ chốt thì toàn là người nước ngoài. Như các bạn thấy như hôm nay trên cái nghề khách sạn này toàn người Việt Nam đúng không các bạn? Toàn người Việt Nam. Thế thì trước đây tôi đi làm thì tôi cũng chia sẻ là cái thời tôi đi làm ở khách sạn Hilton khi mở cửa ấy, thì cái người mà phụ trách steward tạp vụ ấy ạ, cũng là người nước ngoài. Quản lý từng nhà hàng cũng là người nước ngoài. Nhưng bây giờ có thể tự hào để mà nói là dần dần tôi là người Việt Nam mà đứng vị trí cao nhất trong bộ phận ẩm thực. Thế thì cũng không phải rằng là cái bằng cấp, cũng không phải là người nước ngoài, tại vì làm sao, vì ngày xưa mình chưa có cái nghề này. Thế bây giờ tôi cũng rất mong các bạn học, các bạn đam mê, các bạn làm. Có những một số bạn học nước ngoài về cũng nói, đây có một số bạn học nước ngoài về bảo là làm khách sạn thì thực ra mà nói rất quý, là vì làm sao các bạn học bài bản, các bạn được học một cách đào tạo một cách bài bản, các bạn cái mà xuất phát điểm các bạn tốt hơn chúng tôi rất nhiều, thì hoàn toàn các bạn có thể có những vị trí. Tôi cũng chia sẻ luôn là có những bạn học ở Romit vào đây thực tập, hoặc các bạn học ở nước ngoài vào đây thực tập một thời gian, thì các công ty, các tập đoàn khách sạn lớn thường có những cái chương trình là gì, để cho những bạn trẻ mà có nhiệt huyết, có những cái đam mê với nghề này mà các bạn muốn phát triển nghề nghiệp, chúng tôi cung cấp những cái gọi là cái chương trình đào tạo nhanh, tức là fast track, để cho các bạn có thể có lên vị trí là trưởng một cái nhóm trong một thời gian rất là ngắn, ví dụ có thời gian 6 tháng, 1 năm, 1 năm rưỡi, 2 năm. Nhưng các bạn sẽ phải trải qua rất nhiều và có một cái project cho các bạn để các bạn làm, để các bạn thể hiện, để chúng tôi thấy rất là ok cái capacity, cái khả năng các bạn có thể đảm đương được những cái vị trí cao. Cho nên là các bạn phải tự tin vào mình, các bạn phải trau dồi những cái kỹ năng mềm, ví dụ như là xử lý tình huống này, chịu được áp lực này, rồi teamwork này, balance cái cuộc sống của mình, và những kỹ năng thương thuyết. Những kỹ năng ở đây là present, kỹ năng để giải quyết vấn đề, những cái conflict của những cái mâu thuẫn. Đó, thì cái đấy nó rất là nhiều cái kỹ năng mềm mà bây giờ tôi tin rằng là có một số bạn hỏi rằng là em làm ở nhà hàng, thế thì em muốn làm cái nghề dịch vụ này, thế em muốn chị nói em là em cần đọc những cái tài liệu nào. Thực tế ra thì tài liệu nghề này các bạn chỉ cần học những cái cơ bản, ví dụ như bây giờ nếu như bạn nào muốn vào, muốn có cái kỹ năng nghề cơ bản, thì cái giáo trình VTOS là 2013 là cái giáo trình cực kỳ là hữu hiệu cho các bạn, để các bạn có cái kỹ năng nghề cơ bản. Kỹ năng nghề cơ bản. Và các bạn có thể đăng ký để lấy cái certificate học và lấy certificate của VTOS. Tuy nhiên với kỹ năng mềm thì tôi tin rằng là không thiếu ở trên mạng mà các bạn có thể nhìn thấy. Không cứ là các bạn phải đi học ở đâu, các bạn có thể đọc rất nhiều kỹ năng mềm ở trên mạng bây giờ. Các bạn nhìn thấy là kỹ năng, ví dụ như là ngay như bản thân tôi cũng vẫn học. Tôi cũng vẫn, đương nhiên là tôi học thì của tập đoàn có những cái chương trình kỹ năng mềm đào tạo online thì chúng tôi vẫn tham gia, chúng tôi vẫn học. Hoặc là bên chúng tôi thì có cái ký hợp đồng với trường đại học Harvard thì chúng tôi cũng học những cái khóa học trên đó, cũng là kỹ năng mềm. Tuy nhiên là những cái kỹ năng mềm, kỹ năng thương thuyết, kỹ năng vượt qua cái emotional, nhất là phụ nữ như chúng tôi mà khi làm những vị trí này thì mình phải học rất nhiều để làm sao để vượt qua cái, phụ nữ thì thường hay hay emotion hơn đúng không? Em cứ bảo ôi dồi, làm việc với phụ nữ thế nọ thế kia thế này thế khác, chính là cái đó đấy. Và làm sao chúng tôi vượt qua được nó, vượt qua được bản thân mình, thì đấy là tuần hoàn toàn kỹ năng mềm. Cho các bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng là bây giờ trên mạng rất nhiều các bạn có thể học kỹ năng mềm, các bạn có thể đọc được những cái kiến thức đó ở trên mạng. Không như chúng tôi ngày xưa, cuộc sống chúng tôi ngày xưa nó không có internet, cũng không có thông tin gì nhiều để chúng tôi có thể tham khảo. Với các bạn bây giờ mọi thứ nó dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên nếu bạn muốn cần sự giúp đỡ của tôi không ngại, cũng vẫn cứ nghe khách sạn, các bạn cứ nghe khách sạn, các bạn hỏi cho tôi sẽ trả lời từng bạn một qua địa chỉ email. Thì cảm ơn các bạn. Tiếp là bạn Dương, bạn hy vọng là bạn Dương cũng sẽ hài lòng với câu trả lời của tôi. Tiếp theo thì có một bạn là bạn Lê Thu Hà. Bạn có hỏi là cho em hỏi một số tình huống thường gặp trong nhà hàng, khách sạn là gì và cách xử lý như thế nào. Thì thực tế ra với từng đấy năm làm nghề mà từ nhân viên đi lên thì rất là nhiều cái mà cười ra nước mắt. Mà nhiều cái thì thực sự nó là, nhưng mà thực ra cái nghề này nó
nó rất là hấp dẫn. Các bạn nào làm rồi thì thấy nó rất là hấp dẫn, mà rất là vui. Mà đến bây giờ tôi nói thật, tôi chưa bao giờ tôi biết, tôi thấy là tôi già vì tôi làm sao. Nhân viên các bạn đều trong cái môi trường tôi được làm việc rất là năng động, rất là trẻ trung, tiếp xúc với những như các bạn, như các bạn nhé, đây là tôi nói cũng chia sẻ luôn để các bạn biết là môi trường làm việc, các bạn cứ thấy ở Việt Nam mình ý, có nơi nào mà có cái ngành nào phát triển bằng thế giới không, hoặc là vượt hoặc là bằng sánh vai thế giới không? Chỉ có ngành dịch vụ thôi các bạn ạ. À, ngành dịch vụ là con người của mình ý. Cho khách nào đi đến đâu về đến đâu đi chăng nữa thì người ta vẫn cứ nói rằng là cái ngành dịch vụ của mình rất tốt, rất ổn, là vì con người của mình rất ổn. Các em ạ, con người của mình rất ổn. Mình có thể đừng có nói là công nghệ của mình mà làm sao bắt được thế giới, không thể nào. Tuy nhiên khách có đi đến đâu đi chăng nữa thì về đây các bạn cũng biết rằng là với người Việt Nam mình thì mình sánh được với cái nghề dịch vụ của, tôi có thể tự tin nói rằng là nếu như mà nói rằng là về dịch vụ thì mình có thể sánh ngang ngửa hoặc là hơn các nước khác. Các bạn có thể tự tin nói điều đấy. Vì đấy là bản chất con người mình rất là cởi mở đã, đúng không ạ? Hiếu khách. Thế còn những cái những cái mà tình huống mà thường gặp ấy thì không, như các bạn biết là chúng ta tiếp xúc với con người chúng ta cũng không biết điều gì sẽ xảy ra. Và đem đến luôn đem đến những bất ngờ nó rất thú vị và cả không thú vị nữa. Ví dụ như thế này, ví dụ như là mà bản thân tội như tôi, người ta có mấy cái ly ở trên bàn, nào thì ly nước, ly rượu vang trắng vang đỏ, mới vào nghề làm sao nhìn hoa hết cả mắt với các loại ly trên bàn. Nhà mình uống nước chỉ có một loại cốc thôi. Thế thì các bạn cứ bảo là rót rượu thì rượu vang trắng, rượu vang đỏ, thế tôi rót vang trắng mà vang đỏ, mà rõ ràng là mình được học rồi, mình biết rồi. Nhưng mà khi mình phát hiện ra thì hãy cứ bình tĩnh, các bạn cứ bình tĩnh. Cách xử lý là gì? Mình rót nhầm, mình biết mình rót nhầm, mình đi rót người khác và đồng nghiệp của mình bên cạnh, mình nháy đổi hộ mình cái ly, làm vẫn coi như bình thường, coi như không có vấn đề gì xảy ra hết. Và cái nữa là có thể là mình đổ đồ ăn đồ uống vào khách, cái đấy thì xảy ra và không thể tránh khỏi, nhà hàng nào cũng có vấn đề, khách sạn nào cũng gặp trường hợp này. Thế thì mình làm gì? Mình nên mời khách xin lỗi, đương nhiên là mình phải xin lỗi rồi, một cách rất là sincere, tức là chân thành, mình rất chân thành, mình xin lỗi. Và làm gì nữa, mình sẽ mời khách ra cái chỗ mà nó không phải là cái chỗ public, không phải cái chỗ trong nhà hàng, không phải cái chỗ mình nhìn thấy. Và nếu như mà tùy tình hình thực tế mà cái mức độ thức ăn và đồ uống nó đổ vào khách hàng, thế thì hoặc là nếu như khách mở phòng thì đơn giản rồi, mình nói khách lên phòng thay áo khác, thay quần khác và mình sẽ đem đi xuống giặt là mình giặt và mình sẽ gửi lại khách. Còn nếu như khách ở ngoài thì làm thế nào nhỉ? Khách ở ngoài vào thì thực sự nó là cả một vấn đề đấy. Thế nếu như mà khách ở ngoài thì nếu mà là khách nữ thì dễ rồi, mình có thể, mình là con gái thì mình có thể mời khách vào nhà vệ sinh, mình dùng khăn để mình xem mình có thể giải quyết được ngay lúc đó không. Còn nếu không mình sẽ phải đi làm sao? Mình sẽ phải nhiều khách thì hiểu ok không sao, họ sẽ tự họ làm sạch. Trong mới không có gì nhiều lắm thì họ thường là họ tự họ lấy khăn và mình giúp người ta, mình cũng đấy, mình giúp người ta để làm sao cho người ta thấy, thực ra người ta cũng hiểu là cái này mình không phải cố ý, mình làm sao về thái độ chân thành thì người ta hoàn toàn thông cảm thôi, cái đấy hoàn toàn có thể xảy ra, trừ những khách khó tính quá mà các bạn không giải quyết, đừng cố giải quyết. Các bạn nên gọi quản lý, và tất nhiên bởi vì chúng tôi sẽ có cách giải quyết làm như nào cho khách hài lòng. Nếu còn nếu như bạn là người quản lý thì hoàn toàn bạn sẽ phải có những cái bước tiếp theo là bạn có thể khách mà gần hoặc là khách có thể có đi được thì mình có thể mượn áo của dưới phòng đồng phục, hoặc là mình có thể khách gần nhà thì mình có thể giả tiền taxi, taxi khách sạn để taxi để khách về nhà thay quần áo, đem quần áo đến mình giặt, mình hôm sau mình đem đến. Rất nhiều cách xử lý tùy theo cái thái độ khách lúc đó để mình làm. Và cái nữa là có thể cái nữa là khách ăn và khi mà đi ra khỏi nhà hàng rồi thì có thể là cái khăn ăn vẫn còn cài trên thắt lưng của khách là chuyện rất bình thường, và chúng ta nhìn thấy thì cái thái độ của mình lúc đấy như nào, mình cũng chỉ nhẹ nhàng mình đi theo khách rồi mình bảo em xin lại cái khăn, tại vì là không phải là mình sợ mất cái khăn mà người ta không thể cầm cái khăn như thế cái đi ra ngoài đường được. Và lúc đấy thì cả khách cả mình thì đều rất là buồn cười. Nhưng bất kể trong tình huống nào đi chăng nữa, các bạn nhớ đấy, bất kể trong tình huống nào đi chăng nữa thì thái độ của mình rất chân thành và không được đùa cợt, tuyệt đối không được đùa cợt. Khi mình phải chân thành, không đùa cợt và phải rất là bình tĩnh.
Phải rất là bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì? Không rối rít, không cuống quýt, không làm mọi sự nó rối tinh rối mù lên. Mình bình tĩnh, mình xin lỗi. Nếu như trong trường hợp các em là mới chẳng hạn, không sao, các em phải nhớ là khi các em vào làm việc mà mới chẳng hạn, các em đổ vỡ là chuyện đúng là các em không muốn, có thể là do cần thiếu cẩn thận nhưng các em không muốn. Nhưng mà chị tin chắc rằng là các em nào mà đã thực tập ở ground hoặc đã vào ground làm thì trước tĩnh, các anh chị sẽ đến, các anh chị sẽ giúp em giải quyết vấn đề với khách. Đừng lo lắng quá, cứ bình tĩnh, không phải rối rít lên, nhớ điều đó. Thế còn thực ra thì có những tình huống nữa là ví dụ khách say rượu làm náo loạn nhà hàng lên, và ảnh hưởng đến khách khác, thì lúc đấy thì không phải vấn đề là các em có thể làm gì được, mà các em sẽ là mời bảo vệ. Tốt nhất là nên quản lý, và quản lý sẽ mời bảo vệ vào giải quyết. Việc đấy thì mình cứ để cho bên bảo vệ họ giải quyết và các anh chị quản lý giải quyết. Còn thực ra thì để mà nói để có nhiều và nhiều chuyện không thì nhiều lắm, nhiều cái để mình có thể nói chuyện với nhau khi ăn cơm, hoặc là có những người rõ ràng là xuống phàn nàn là sao hôm nay tôi lại bị không không được pick up, thì không có gọi điện thoại gọi tôi để bảo gọi tôi dậy, tôi đặt giờ gọi dậy thức giấc buổi sáng mà không, tức là khi mọi người lại tích rất nhiều rồi nói rất to thì ông bảo tôi không nghe thấy, hóa ra là ông bị điếc, ông bị điếc cho là ông cũng không nghe thấy là cái điện thoại gọi lên để gọi để gọi ông đi dậy vào buổi sáng như giờ ông hẹn. Nó có nhiều cái nó rất là funny nhưng mà cũng rất là vui. Và mình đừng nghĩ rằng là như thế này này, các bạn nhớ nhé, trong trường hợp mà khi các bạn đi làm có những vấn đề xảy ra, khách phàn nàn ấy, đừng coi cái đấy là khách phàn nàn về bản thân mình, đừng take nó personally. Cái đấy là, nhớ là các bạn không được coi đấy là cái mà mình cảm thấy làm cho cái làm cho mình căng thẳng và nặng nề. Thì em cứ nhớ, các em cứ nhớ là cái coi như chuyện đấy là công việc, và nó cũng sẽ có thể là một lúc đấy công việc thì mình ra khỏi cửa coi như là mình bỏ đi, mình đừng để nó trong đầu nữa các anh các chị, và mình coi đến một bài học, đừng lặp lại lặp đi lặp lại thôi. Chứ còn cái chuyện mà nó xảy ra chuyện đấy chuyện kia nó là bình thường. Mong các bạn là vẫn cứ hãy yêu cái nghề này, vẫn cứ coi nó là cái nghề mà các bạn chọn để tiếp sức chúng tôi. Hy vọng là các bạn hài lòng. Và có một câu hỏi nữa của bạn Hà là có thể quan sát hết được tình hình buổi tiệc và làm thế nào để có thể làm cho khách vui vẻ, sẵn sàng để mình phục vụ họ. Thực ra thì tùy từng buổi tiệc với số lượng khách tham gia để mình nói là nói rằng là mình có quan sát, mình có bao quát được cái tình hình bữa tiệc hay không. Nếu mà khách số lượng người 50 người trở lại thì hoàn toàn bằng cách quan sát bạn có thể biết được là tốc độ đồ ăn đồ uống như thế có ok không, khách có yêu cầu gì trong khi dự tiệc hay không. Còn nếu như số lượng khách đông hơn, cái phạm vi rộng hơn, thì chắc chắn các bạn sẽ phải có những gọi là helicopter. Người ta gọi là helicopter là những cái vị trí mà các bạn phải chia ra để chia địa chỉ, chúng tôi gọi là chia địa chỉ, tức là chúng ta có người có giám sát đúng không ạ, thì chia từng khu ra, mỗi khu có bạn giám sát và chúng ta sẽ làm với nhau những việc lớn thì thường là dùng bộ đàm để làm gì. Cái người quản lý cao nhất, tức là cái người mà sẽ quản lý chung về, phải có thông tin từ các bạn quản lý từng nhóm một là đồ ăn ở đấy đã ăn xong chưa này, đồ uống như thế nào thì diễn biến ra làm sao. Khi có cái vực chuyện gì ở một khu vực nào đấy mà bạn quản lý trực tiếp khu vực đấy không giải quyết được thì bạn cũng dùng bộ đàm để liên lạc với cái người mà quản lý chung. Thì em hoàn toàn em có thể quản lý được toàn bộ cái bữa tiệc, là biết món đến đâu, biết đồ uống như thế nào, biết cần thêm cái gì, biết phải chuẩn bị cái gì. Thì cái đấy là cái để mình bao quát một cái bữa tiệc. Còn một câu nữa bạn hỏi là làm thế nào để khách vui vẻ, để sẵn sàng để mình phục vụ, thì mình phải vui vẻ, mình phải chân thành, mình phải ready to serve, tức là thấy cho người ta thấy là mình ở đây để mình phục vụ người ta, mình rất vui là mình được phục vụ người ta. Thế thì là con người mà, người ta cảm nhận không chỉ bằng lời nói đâu các bạn thân mến, người ta cảm nhận được đấy, cảm nhận được cái thái độ, cảm nhận được cái hành động cư xử và cái nét mặt của mình. Thì cái đấy nó là, nó có những cái câu là body language. Thế thì
Chị cũng mong rằng là bạn Hà thấy cái câu trả lời của chị có thể giúp em được. Còn em phải nhớ là để khách vui vẻ thì mình vui vẻ, và cái điều không thể thiếu được, và nhớ đây không chỉ riêng một bạn Hà, tất cả chúng ta phải nhớ là trong nghề dịch vụ cần nhất là nụ cười, cần nhất là nụ cười các bạn ạ. Chứ đừng quên đi làm luôn đem theo nụ cười, không phải riêng đi làm đâu, ở nhà cũng vậy. Nụ cười luôn luôn là cái mà gọi là cái nữ trang quan trọng nhất, trang điểm của chúng ta. Cảm ơn bạn Hà. Ok, thế thì còn một số câu hỏi nữa. Thế thì câu hỏi về tuyển dụng ở Crown, bạn Trang Đoàn, thực ra thì bạn hỏi về tuyển dụng trong nước và nước ngoài. Hiện tại ở Crown rất nhiều bạn đi học nước ngoài về. Các bạn phải xác định như này nhé, khi mà bắt đầu làm vào nghề ấy, thì chúng ta cứ từ bao giờ chúng ta cũng bắt đầu từ cái base, tức là cái foundation, đúng không ạ? Các bạn phải hiểu là khi mà các bạn muốn làm cái gì chăng nữa, trước đây thì các bạn cứ nhớ này, chúng ta cứ coi cái từ quản trị nó là rất ghê, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng. Nhưng mà tôi đồng ý là quản trị, nếu mà quản trị thì các bạn phải biết là nó hoạt động như nào đã, nó hoạt động như nào đã. Chúng tôi đánh giá rất cao về các bạn ứng viên đi học nước ngoài về, vì các bạn đi học nước ngoài về thì các bạn nói như thế nào, các bạn có cái hệ thống đào tạo là khác, hoặc là tiếng Anh các bạn tốt. Còn các bạn trong nước thì chúng tôi thực ra mà nó là đánh giá để mà vẫn thực tế là con người. Học gì đi chăng nữa nhưng bạn phải thể hiện được là bạn biết. Bạn thể hiện được khi bạn nói chuyện với chúng tôi, bạn nói chuyện trực tiếp với người tuyển dụng. Bạn phải cho chúng tôi thấy là bạn chính là người chúng tôi cần. Bạn nhiệt huyết, bạn là người cầu tiến, bạn là người đủ khả năng để nói chuyện với khách về ngoại ngữ. Còn thực tế ra để mà nói là khi mà bạn đã đủ tự tin bạn nói với chúng tôi là mà tuyển dụng cho chúng tôi, thực ra cái này thì chúng tôi nói như nào, tuyển dụng với chúng tôi cần nhất là cái thái độ tích cực, thái độ tích cực, bạn là con người tích cực. Chứ còn trong du học trong nước hay ở nước ngoài, đối với chúng tôi, thực ra đối với nhà tuyển dụng, để nói thật là chúng tôi không đánh giá cái đấy là cái này hơn hay cái kia hơn. Cho nên cái yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi thì bạn Trang Đoàn, bạn cứ yên tâm rằng là nước học ở trong nước hay học nước ngoài, đối với chúng tôi quan trọng nhất vẫn là bản thân con người của bạn, và bạn có cái gì, bạn đem đến chúng tôi xem cái gì bạn thể hiện được bạn, để chúng tôi thấy là bạn đúng là người chúng tôi cần. Chứ còn không có cái chuyện mà bạn nước học học nước ngoài về với bạn học trong nước có cái sự ưu tiên, hoặc có cái sự so sánh, trong đều là trong công bằng trong trong khi tuyển dụng. Và hy vọng là bạn Trang Đoàn hài lòng với câu trả lời của tôi. Cô bạn là Phạm Đắc Tùng, email là p.d.tubg 1805a@gmail.com. Bạn có hỏi là em đã 3 năm kinh nghiệm trong vị trí waiter, bartender, nên làm gì và học thêm những gì để có thể thăng tiến được trong nghề. Em chỉ muốn bằng trung cấp ngành quản trị kinh doanh nhà, ngành cả quản trị nhà hàng. Em có một bằng, bạn Tùng thân mến, em có một bằng là quản trị kinh doanh nhà hàng là ok. Còn em đã có kế hoạch, em đã có kinh nghiệm 3 năm thì chị cũng không phải là ít. Thế thì em cần cái gì? Em cần có mục tiêu phấn đấu, em phải đặt ra mục tiêu và em muốn gì? Hiện em đang làm ở đâu? Em cần phải gặp người quản lý trực tiếp của em nói là em muốn, ví dụ em đang làm nhân viên thì bảo em muốn trở thành, em muốn được có cơ hội để được đào tạo, có kỹ năng để được được lên làm supervisor, được làm giám sát, hoặc là assistant bây giờ. Nhưng tất nhiên em phải có cái time frame, tức là phải có thời gian, em bảo ok. Thế thì khi đấy thì người quản lý của em sẽ quay lại nói với em là với vị trí thế em đang hiện là em cần những kỹ năng gì, và
em sẽ đặt cái thời gian, thì ví dụ 6 tháng thì em sẽ phải học được cái gì về kỹ năng quản lý. Em có hoàn toàn em có kỹ năng về nghề rồi, nhưng kỹ năng quản lý thì em cần phải có. Kỹ năng quản lý khi làm lên vị trí, tức là khi quản lý một nhóm cũng cần phải có kỹ năng quản lý. Nếu như trong trường hợp như thế thì em cần nhất ở đây là em cần để có là em có cần có mục tiêu phấn đấu, cần có kế hoạch cụ thể. À, bằng cấp thì nhiều khi không đóng góp vai trò quan trọng lắm trong chuyện này. Nên là em dứt khoát em phải cho người quản lý của em thấy là em cầu tiến, em muốn học và em muốn phát triển. Bản thân chị thì chị rất là muốn là và rất muốn support, rất muốn giúp các bạn trẻ, mà các bạn muốn rằng là tôi muốn làm việc của tôi muốn có một ngày đấy thì tôi cũng rất muốn là các bạn nhân viên dưới quyền mà chị ơi em muốn làm vị trí của chị. Tôi rất muốn là vì khi các bạn trước tiên các bạn phải biết ước mơ đã, trước tiên các bạn phải đặt mục tiêu đã. Người ta nói là muốn gì mình cũng phải biết mình muốn gì đã thì mình mới làm được, mình đặt mục tiêu được. Và bạn phải nhớ là nếu như bạn đã đặt mục tiêu thì bạn phải phấn đấu và phải stick với cái plan, phải stick với cái mục tiêu của mình để mình có thể đạt được nó. Chúc bạn Tùng thành công. Bạn Tùng có muốn hỏi thêm cái gì? Như tôi vẫn nói, các bạn có thể gửi gửi câu hỏi về cái khách sạn.com, tôi sẽ trả lời. Cảm ơn bạn Tùng. Và một bạn là bạn Cao Thị Tình, ở địa chỉ email cao tình ptntbk563@gmail.com. Bạn có hỏi là em không biết làm thế nào để có thể ứng tuyển đến nộp hồ sơ vào các khách sạn từ 3 4 sao trở lên. Em muốn xin làm việc trong bếp bánh của khách sạn mà nghe nói thì thường phải có người quen, hoặc xin thực tập không lương khoảng mấy tháng. Nếu tay nghề tốt may ra mới được làm việc ở đấy. Vậy một người muốn tự tìm việc trong bếp bánh của khách sạn cần những yêu cầu gì ạ? Bạn Tình thân mến, bạn các bạn nhé, có bạn hỏi là các bạn muốn nộp hồ sơ như nào thì câu hỏi này, câu trả lời này tôi cũng trả lời luôn. Bạn Nguyễn Xuân Như Hậu muốn đi thực tập ở khách sạn nữa, các bạn không biết liên hệ như nào. Các khách sạn, nếu như các bạn có Facebook thì khách sạn nào cũng có Facebook nhá. Vào Facebook của khách sạn các bạn sẽ thấy có phần tuyển dụng, hoặc là các bạn vào website của khách sạn, thể nào cũng có số điện thoại khách sạn. Các bạn gọi đến tới số điện thoại khách sạn, các bạn xin phỏng nhân sự, hỏi thủ tục, xin phong điền mẫu, và các bạn cứ thế từng bước một thôi. Còn thực ra để mà nói là vào trong bếp bánh của khách sạn 3-4 sao thì bạn phải làm có nghề bánh đã. Còn sinh viên đi thực tập thì tôi cũng vẫn khuyên là các bạn phải thực tập trong bếp. Còn chúng tôi cũng thế, rất muốn là nếu như các bạn đã có kinh nghiệm rồi, các bạn đã làm ở chỗ nào đấy rồi, chúng tôi không cần phải có các bạn thực tập trong bếp, vì tôi biết là các bạn có nghề. Và khi mà tuyển vào chúng tôi sẽ thử tay nghề các bạn làm bánh, đúng không ạ? Tuy nhiên là vì các bạn là mới học trong trường ra nên các bạn chưa thể nào có kinh nghiệm làm việc nào, thì chúng tôi rất muốn là các bạn có thời gian trải nghiệm thực tế để cho hai bên bạn cũng cảm thấy cái nghề đấy thích nghi với thích hợp với bạn, hoặc là chúng tôi cũng thấy là bạn phù hợp với văn hóa của công ty, bạn có thể cống hiến, bạn có thể làm việc. Còn nghề chúng tôi hoàn toàn có thể dạy bạn, nhưng ít nhất là chúng tôi thấy bạn phù hợp. Thế thì hy vọng là cái này không không chứ còn không phải có người quen. Đương nhiên là có người quen, bạn cũng có bạn đúng không ạ? Bạn nằm trong bếp thì cũng thể là có bạn này bạn khác, thì bạn hoàn toàn có thể nhờ bạn làm, bạn có thể hoàn toàn nhờ bạn nộp hồ sơ để nhờ hỏi thông tin. Và trong Facebook của khách sạn bao giờ có phần tuyển dụng, hy vọng là các bạn tìm được thông tin. Còn nếu như trong trường hợp các bạn không tìm thấy thông tin, các bạn cứ chuyển thông tin, tôi sẽ gửi cái đường, cái địa chỉ email của tuyển dụng của khách sạn Crown cho các bạn nhé. Còn bạn Vũ Việt Đức có một câu hỏi rất hay. Bạn sân ở địa chỉ sunshine26491@gmail.com. Tố chất của một cần có một người quản lý đơn giản lắm, open mind. Người quản lý như tôi chả làm gì đâu bạn ạ, toàn nhân viên làm thôi. Và phát huy được sức mạnh tập thể, phát huy được những cái mặt tốt. Tại vì các bạn biết là không một ai giống ai, mỗi người có một sở trường và sở đoản riêng. Mỗi người họ rất tốt ở cái mặt này mà chưa chắc là tốt ở mặt khác. Không ai hoàn thiện, nhưng ai cũng có mặt mạnh mà mình cần phải học. Bản thân tôi cũng học với nhân viên tôi rất nhiều thứ. Thế thì hy vọng là các bạn sẽ
biết cách sử dụng điểm mạnh của nhân viên và để mình cũng 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 open mind để cho các bạn nhân viên các bạn ý đưa những feedback, vì bạn ấy là những người mà làm việc trực tiếp, có những cái mình không nhìn thấy đâu. Cho các bạn được contribute, cho các bạn được đóng góp này, cho các bạn được đóng góp ý kiến này, và mình trân trọng ý kiến các bạn đóng góp. Có những cái đóng góp nó rất là giá trị, thế thì mình thành công thôi. Tại vì nếu như trong tố chất người quản lý mà người quản lý thành công, tức là mình phải có nhân viên để support mình là mình sẽ thành công. Thế hy vọng là bạn Vũ Việt Đức hài lòng với câu trả lời của tôi. Và bạn Nguyễn Hữu Văn, là địa chỉ email Nguyễn Hữu Văn vrpa@gmail.com. Bạn có hỏi làm sao để tạo động lực cho nhân viên làm việc hết sức mình và làm gì để giữ chân nhân viên giỏi, thì cái như tôi cũng nói trên đấy là thêm nữa là nếu như muốn tạo động lực nhân viên thì thực ra mình nên trao quyền, giao việc, có thử thách và có kế hoạch phát triển nhân viên. Nhưng mà cũng phải nhớ rằng là có kế hoạch phát triển mình cũng phải tìm, và khi đã dứt khoát là mình sẽ phải hướng người ta, khi mình đã đưa cho người ta một lời hứa thì đương nhiên là các bạn sẽ phải thực hiện và phải support nhân viên mình. Không phải là không phải nhiều khi các bạn cứ nghĩ rằng là mình trả lương cao lên thì là có thể mình đã giữ được nhân viên hoặc là người ta không đi chỗ này nữa. Nó môi trường làm việc và văn hóa công ty nó là rất quan trọng. Bạn bạn biết trao quyền nhân viên, người ta có thể làm sai lần này nhưng người ta learn được, người ta học được một cái gì đó. Đừng đừng hạn chế, tại vì người ta làm sai một lần người ta học được rất nhiều. Cho nên các bạn không được chỉ trích, nhân viên, và chúng ta phải làm sao tạo động lực cho bạn nhân viên của mình để các bạn phát huy được cái sở trường người ta. Hy vọng là bạn Nguyễn Hữu Văn hài lòng với hai câu trả lời của tôi. Thế thì đó là những cái câu mà bạn Nguyễn Ngọc Mai, bạn một người học xong khóa học bạn Phúc Hoàng Trần có hỏi là nếu một người học xong khóa bartender cũng hiểu được Anh Văn, vậy cơ hội xin làm bộ phận bar trong khách sạn nhà hàng lớn có cao không ạ? Rất cao bạn Trần, bạn Trần Hoàng Phúc, Phúc Hoàng Trần, rất cao bạn ạ. Chúng tôi rất mong là các bạn nộp hồ sơ, các bạn xin vào, các bạn thể hiện được là các bạn là người thạo nghề, các bạn tiếng Anh giỏi, khả năng giao tiếp các bạn tốt, và các bạn là người quảng giao, làm ba rất khoát phải quảng giao. Hy vọng là bạn Phúc Hoàng Trần, nếu như bạn muốn xin tuyển vào khách sạn, bạn cứ gửi hồ sơ vào và bạn vào Facebook của khách sạn Crown Plaza, các bạn sẽ thấy cái đường link tuyển nhân sự, nộp hồ sơ vào là chúng tôi sẽ rất vui mừng để nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ có thể được gặp nhau. Cảm ơn bạn Phúc Hoàng Trần. Bạn Kelly Trịnh, bạn có hỏi là em đang là sinh viên năm cuối khoa quản trị du lịch và khách sạn. Chị cho em lời khuyên mấy tháng nữa ra trường em nên bắt đầu từ đâu ạ? Bắt đầu từ đầu em. Bắt đầu từ đầu. Các bạn, chị nghĩ là em là năm cuối thì em đi thực tập rồi đúng không? Khi đến thực tập có thể các bạn sinh viên học quản trị du lịch hoặc là học du lịch thân mến với các bạn trong thời gian học ấy. Chúng tôi nhận rất nhiều sinh viên ra trường rồi nhận luôn, là vì làm sao khi trong thời gian học các bạn đã thực tập ở chỗ chúng tôi. Nhưng tôi biết các bạn rồi. Khi mà thực tập các bạn đã thể hiện được các bạn rồi thì ra trường là chúng tôi đã có vị trí. Nhiều khi các bạn đang học trong trường, chúng tôi đã đang học và đang thực tập, chúng tôi đã hỏi là em ơi em có muốn làm với bọn chị không rồi. Thế thì các bạn nhớ là cái thời gian để các bạn rút ngắn thời gian mà để phải thực tập hoặc là phải làm gì, nên các bạn nên nên đi thực tập ở trong trường, thì chắc chắn là trong trường có liên hệ với các khách sạn để cho các bạn đi thực tập. Trong thực tập các bạn hãy thể hiện mình để làm sao chúng tôi thấy rằng là các bạn đúng là người chúng tôi cần. Và khi đấy thì bạn mất đi, không mất cái thời gian là để bạn phải không mất cái thời gian mà bạn phải đi thực tập sau này hoặc là đi thử việc sau này. Cho nên bạn bạn học trường du lịch và khách sạn, nó có quản trị du lịch khách sạn, bạn hoàn toàn nó có thể đi thực, đang có lẽ bạn đang đi thực tập rồi thì bạn nên thể hiện mình để bạn bắt đầu từ đầu. Là nếu bạn học là sinh viên là lễ tân thì bạn có thể thực ra lễ tân đi, thì có bạn hỏi tôi là
Sinh viên mới ra trường xin lễ tân khó, không phải là khó, thực ra khó thì không phải là khó đâu, nhưng mà ở lễ tân nó có những một số những kỹ năng rất là cơ bản mà ngay khách hàng ngay trước mặt chúng ta phải làm rất nhiều cái kỹ năng là check in hệ thống này, vẫn phải nói chuyện và nó liên quan đến hóa đơn và tiền. Cho nên các bạn như khách sạn Crown vẫn nhận thực tập lễ tân, chứ các bạn vẫn có thể vào thực tập được. Và nếu các bạn thực tập tốt thì thực ra trên khách sạn Crown hiện tại đang nhận rất nhiều mà các bạn mà đang làm lễ tân hiện thời là sinh viên thực tập ngày trước. Chứ các bạn đừng đừng ngại, cứ nộp hồ sơ, cứ hoặc là cứ đi thực tập, xin thực tập vào khách sạn đi. Nhưng ít nhất để thực tập được bộ phận lễ tân các bạn phải rất giỏi về ngoại ngữ đã. Có bạn hỏi là cô cho em hỏi với bằng diplomat thì em có cơ hội phát triển trong tương lai không hay phải học lên cử nhân ạ? Như đã nói trước rồi, bạn Hoa Châu thân mến, cái bằng cấp nó không phải là tất cả, bạn hoàn toàn cũng có thể vừa làm vừa học được sau này. Diplomat là đủ, kể cả cái nghề các bạn mà có những bạn bắt đầu vào nghề với bằng sơ cấp rồi các bạn học lên trung cấp, các bạn hoàn toàn có thể vừa làm vừa học, vì có những bạn cái điều kiện kinh tế không thể các bạn đi học dài được, các bạn học sơ cấp để lấy cái bằng nghề với các bạn đi làm part time, làm ke rùa để các bạn có kinh phí trang trải, và sau đấy thì đi vào làm tận tụy và các bạn có thể có cơ hội được vào nhân chính thức có thu nhập cao hơn, các bạn sẽ đi học lên nữa thì hoàn toàn các bạn có thể thành công. Cho nên là diplomat là bạn đam mê bạn làm thì bạn vẫn có cơ hội phát triển mà không cần phải có bằng cử nhân. Bạn Hoa Châu thân mến, bạn cứ tự tin đi, với bằng diplomat của bạn trong nghề là ổn. Bạn phải có đam mê thì bạn sẽ thăng tiến trong nghề. Có bạn hỏi là ngoại hình, có phần ngoại hình. Thực ra thì các bạn cũng biết đấy, ngoại hình quan trọng nhưng không phải là cái điều kiện tiên quyết. Chúng ta có những cái ví dụ như là chúng tôi thì cam kết về tập đoàn thì cũng cam kết về 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 tính cộng đồng. Cũng có thể chúng tôi có cái chúng tôi về tập đoàn chúng tôi có cái human right, tức là cái gì, quyền con người. Chúng tôi không phân biệt khi tuyển dụng, chúng tôi không bao giờ nói là tuyển dụng nam hay tuyển dụng nữ vì ai cũng có quyền như nhau. Ngoại hình nó là phần, nếu như thực sự ra mà nói là để nói rằng là không quan trọng thì cũng không đúng, như đứng lễ tân thì bạn đương nhiên bạn cũng phải cao mức độ nhất định để bạn có thể đứng người, bạn có thể đứng quầy ngang người bạn thôi để bạn có thể tiếp xúc với khách và nói chuyện được với khách, đúng không ạ? Còn với nhà hàng thì bạn cũng không thể thấp quá, vì thấp quá thì sức khỏe của bạn có thể là bạn cũng không ổn. Như tôi, tương đối tôi thì tôi thấp, tôi có 1m5 mấy thôi, cho nên các bạn không lo. Đại khái là đừng thấp quá, chứ còn ngoại hình thì căn bản nhất là như nói các bạn rồi, cái nụ cười là cái nữ trang quan trọng nhất, cái tươi tắn, cái thần thái của mình mới là quan trọng. Chứ còn nhiều bạn thì theo tôi nghĩ rằng là cái xinh đẹp hay là gì thì mỗi người một cái nhìn khác nhau, không ai có cái chuẩn nào nhất định cả, cho nên chúng ta không đi thi hoa hậu không quan trọng lắm về cái phải thật là xinh đẹp như đi thi hoa hậu. Hy vọng là với thời gian như vậy thì các bạn cũng đã có tương đối, còn có cái gì mà cần trao đổi chúng ta có thể trao đổi thì các bạn cứ tiếp tục gửi câu hỏi, tại vì câu hỏi nó trôi qua cũng tương đối nhiều. Các bạn nào mà có câu hỏi muốn hỏi mà chưa tôi chưa trả lời thì vâng, bạn Ngọc Tùng, Ngọc Tùng Đoàn, khách sạn là khách sạn Crown Plaza West Hà Nội bạn nhé. Bạn hỏi là có đúng khách sạn Crown Plaza không? Vâng, chúng tôi là khách sạn Crown Plaza West Hà Nội, ở gần sân vận động Mỹ Đình. Có bạn Lê Huy Hiệu, bạn có hỏi là phục vụ ăn Âu và phục vụ ăn Á thì có khác gì nhau không? Bàn tiệc khoảng 10 người và tiệc kiểu Âu Á khác nhau như thế nào?
Âu Á thì về quy trình phục vụ thì nó như nhau, các bạn thân mến, nó quy trình phục vụ tức là về cái dịch vụ mình như nhau. Tuy nhiên ăn đâu nó có cái đặc biệt riêng, là ăn đâu ý thường người ta là nó ăn đâu cũng có rất nhiều kiểu, ăn ná cũng vậy thôi, nhưng ở đây nói cơ bản là ăn đâu thì thường là những cái tiệc và tiệc tối mà gọi là tiệc quan trọng một tí thì bếp đã làm từng đĩa một, đúng không ạ? Mỗi người một đĩa và serve individual, tức là người ta là phục vụ, mình phục vụ đĩa từng người một, người ta gọi từng người một. Thế thì bếp đã chuẩn bị và nhân viên của mình đem ra phục vụ thì cũng vẫn theo quy trình là khách trước, phụ nữ trước và người mời sau cùng. Còn ăn Á thì thường là mình phục vụ là gì? Là mình phục vụ đồ ăn tất cả chung trên một đĩa to. Và lúc đấy phục vụ có kiểu là civil service, tức là gì? Mình sẽ chia ra đĩa cá nhân của từng khách một, cũng vẫn theo tiêu quy trình là lớn tuổi hoặc là khách mời quan trọng trước, rồi phụ nữ, khách mời quan trọng phụ nữ, trẻ em, rồi cuối cùng mới là người mời khách. Hy vọng là nếu như bạn 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 Lê Huy Hiệu, bạn cần có thêm những cái gọi là cái service xe quần thì bạn có thể gửi thư nhé. Tôi sẽ gửi cho bạn cái quy trình phục vụ của Âu và Á. Bạn Phạm Hoa, bạn có hỏi một câu là đang học quản trị khách sạn hệ đại học, muốn hỏi khi đi xin việc nhà tuyển dụng có quan trọng nhiều về học lực hay xếp loại tốt nghiệp không ạ? À? Không quan trọng bạn thân mến, cái quan trọng là bạn phải thể hiện được bạn, cái quan trọng là kỹ năng mềm của bạn khi tiếp xúc, khi phỏng vấn. Chúng tôi thấy là bạn là người phù hợp với công việc. Chúng tôi không xem học bạ đâu, chúng tôi không xem học bạ. Học bạ thì sau này khi mà bạn đã được vào tuyển dụng thì bạn học bạ chúng tôi cũng, đấy là một cái tham khảo thôi bạn thân mến, đấy là một phần tham khảo nhưng không phải là cái để đến quyết định. Và bạn Quang Dũng hỏi là môi trường làm việc cần thích nghi hòa nhập thế nào ạ? À? Cho em đi làm cây rùa em thấy cạnh tranh nhau ghê gớm quá chị ạ. À, chị có kinh nghiệm gì về ứng xử văn hóa giữa nhân viên với nhau? Chị có thể share cho tụi em được không ạ? À? Em cảm ơn chị. Bạn Dũng thân mến, bọn tôi rất cần cây rùa. Và tôi không nghĩ là cây rùa lại có vấn đề gì mà lại phải cạnh tranh ghê gớm như thế. Không hiểu là bạn làm ở đâu mà thấy cạnh tranh. Cạnh tranh hay không thì môi trường làm việc nào tôi nghĩ cũng có cái sự cạnh tranh, nhưng mà trong khách sạn thì tôi nghĩ cạnh tranh tương đối công bằng. Tương đối công bằng vì chúng tôi cần người làm được việc. Bạn bạn đã đi làm ở đâu bạn thấy là chúng tôi cần người, vì chúng tôi có cần các bạn. Chúng tôi có cần người là chúng tôi mới cần cái mới gọi cây rùa. Thế khi cần các bạn thì tôi rất mong các bạn là người đóng góp vào cái thành công hoặc là vào cái dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi nhìn ở đây là gì? Nhìn thấy là cái sự nhiệt tình của bạn này. Nhìn cái là tác phong của bạn này, và rất nhiều nhân viên cây rùa đã trở thành nhân viên chính thức ở chỗ chúng tôi. Thế thì cái sự cạnh tranh ở đây là bạn bạn phải trau dồi cái vốn ngoại ngữ của bạn. Bạn cho dù chúng tôi thì tôi cũng quản lý thì không phải lúc nào tôi cũng dưới nhà, nhưng mà nếu như một đám cây rùa vào thì tôi sẽ nhìn được một bạn nào đấy, những cái bạn mà làm việc được và những cái bạn cho tôi thấy khả năng của tôi nhìn thấy ngay. Thì cái sự cạnh tranh ở đây rất là lành mạnh, nó không có cái gì mà bạn phải cho rằng là nó có cái gì nó khuất tất đằng sau. Bạn hoàn toàn bạn thể hiện được bạn, bạn có cái sự thể hiện tốt, chúng tôi nhìn thấy rõ ràng bạn là người phù hợp với công việc của chúng tôi và rõ ràng bạn là người chúng tôi cần thì chúng tôi mời bạn, chứ không phải là bạn phải cạnh tranh, bạn phải làm gì hay có một cái gọi là người ta nói rằng là cái gì đấy đó tiêu cực. Nên hy vọng là bạn cứ thoải mái đi, bạn sống như đúng bạn, bạn thể hiện mình đi để chúng tôi thấy rằng nếu như bạn có bạn là người thực tập ở khách sạn Crown, tôi nhìn thấy bạn là người có khả năng để hòa nhập với cả cái tập thể của chúng tôi và là người phù hợp với chúng tôi cần. Và bạn Kiều Vi Nguyễn, bạn có hỏi một câu là chị ơi khi khách cố tình complain khi ăn tại nhà hàng thì mình xử lý ra chị ơi. Nếu như bạn Vi Nguyễn thân mến, bạn mà là nhân viên phục vụ thì bạn hoàn toàn bạn có quyền bạn gọi quản lý. Còn nếu trong trường hợp bạn là người quản lý bạn phải xử lý thì khách hàng luôn luôn đúng bạn thân mến. Mình không thể nào, vì có thể có những khách rõ ràng, có những khách họ có thể mình nói cho người là hơi quá quá. Chứ thường là
Nhưng mình cũng không thể nào mình đi mình cãi là không, cái này em đúng và cái này chị sai, và cái này tôi đúng cái này anh sai, đúng không nào bạn? À, vui vẻ, vui vẻ đi. À, mình lại phải quay lại quy trình xử lý phàn nàn đúng không bạn? Mình phải nghe nói, nhiều khi khách có những người họ phàn nàn vì họ không, họ thực sự là không như mong muốn của họ. Cái đấy thì mình cho rằng là đồ ăn là ngon đấy, cái đấy là đúng đấy, thế nhưng mà không phải như cái người ta muốn, thì người ta mình phải nghe người ta nói. Cái quy trình xử lý phàn nàn đấy là mình phải quay lại dưới là mình phải nghe, mình để cho người ta nói. Mình phải nghe và mình phải rất là chân thành để mình hiểu người ta muốn cái gì. Có những người thì người ta muốn thể hiện cái tôi, có những người thì người ta không như người ta mong muốn, thì mình đều phải nghe và nghe rồi xin lỗi. Xin lỗi và bây giờ mình sẽ đưa ra là bây giờ anh đưa ra một số giải pháp. Nếu như bạn là người quản lý, bạn phải xử lý thì bạn đưa ra một số cái giải phương pháp là em đổi món khác, em thêm món nọ, em bỏ món này ra khỏi tính tiền để làm sao cho người ta hài lòng. Còn nhiều khi có thể là có những cái người ta chỉ muốn nói thôi, người ta không muốn là mình phải làm cái gì cho người ta cả. Cho nên là đừng có vội vàng, mình cái thái độ của mình khi nghe phàn nàn đừng vội vàng nói là người ta đem phiền nàn đến cho mình, thì bạn đã fail ngay từ đầu khi người ta phàn nàn. Cho nên bao giờ khi khách phàn nàn là mình cũng phải với thái độ rất là cởi mở, chân thành. Mình nghe, rất có mình phải nghe để cho người ta giải tỏa. Vì đang rất là tức, đang rất muốn nói đây mà người nó lại bảo cái phàn nàn đấy của mình không valid, cái phàn nàn đấy của mình rất là không coi trọng cái phàn nàn của mình, thì thực ra nó từ cái nhỏ nó sẽ thành cái to. Khi mà mình có cái có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt thì từ cái to nó trở thành cái nhỏ, và từ cái nhỏ nó trở thành không có gì. Bạn Vi thân mến, hy vọng là bạn hài lòng. Bạn Tùng, chào chị. Sắp tới em đi thực tập bếp khách sạn, vậy làm sao để được nhận làm nhân viên chính thức? Vì tiếng Anh của em thực sự không tốt lắm. Bạn Tùng thân mến, thì bạn phải nhận làm chính thức thì bạn cũng phải thể hiện được bạn là người. Thực ra mà trong bếp thì tiếng Anh không cần thực sự phải xuất sắc. Đấy thì bạn yên tâm, nhưng tay nghề của bạn phải ổn. Tức là bạn nhanh nhẹn, bạn gọn gàng, bạn làm được những cái việc được giao, bạn không biết thì bạn hỏi, bạn cho thấy khả năng của bạn, ham học hỏi, thì hoàn toàn bạn có thể thành công, bạn có thể trở nên như thế. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là cái vị trí mà bạn muốn xin vào cần phải là có chỗ trống. Vì trong khách sạn nhiều khi chúng tôi rất tiếc vì có những cái bạn rất là tốt, chúng tôi rất muốn nhận nhưng mà chưa có vị trí trống, thì tôi chỉ biết là ok em ơi, bọn chị sẽ liên lạc lại em khi bọn chị có vị trí trống. Mong bạn Tùng thành công. Và Thanh Duy, bạn có hỏi là cô ơi cho em hỏi, nếu sau khi phỏng vấn khách sạn hỏi mình bạn muốn mức lương bao nhiêu, nhưng mình hoàn toàn không biết mức lương chung của khách sạn đó như thế nào, thì mình nên trả lời như thế nào để có thể có mức lương mong muốn ạ? Bạn Thanh Duy thân mến, khi bao giờ người nhà tuyển dụng người ta cũng hỏi mức lương mong muốn, thế thì câu khôn ngoan nhất của bạn ở đây là gì? Bạn đừng trả lời mức lương mà bạn mong muốn, bạn chỉ nên trả lời là khách sạn bao giờ, bạn Duy ạ, khách sạn bao giờ cũng có, không, người ta không dựa mức lương bạn mong muốn để người ta trả lương cho bạn đâu. Khách sạn bao giờ cũng có cái, nói như nào nhỉ, có cái scale, có cái bảng lương cho từng vị trí rồi. Thế thì người ta hỏi là hỏi mong muốn của bạn vậy thôi, chứ còn nếu như bạn để cho, đừng có là bạn mong muốn được bước nó thật là cao vời vợi mà người ta không đáp ứng được. Thế thì theo như tôi thì bạn nên làm trả lời người tuyển dụng là khách sạn chắc chắn là công ty đã có bảng lương và cũng chỉ mong là được trả theo cái quy định của công ty thôi. Thì tôi nghĩ rằng là khi người ta quay lại, người ta offer bạn mức lương đấy, thì bạn có thể bạn không hài lòng hoặc bạn thấy quá thấp so với mức lương của bạn thì bạn có thể không nhận, hoặc là bạn, hoặc là nếu như mà mức cao hơn mức bạn mong muốn thì tốt quá còn gì nữa. Cho nên là người ta có mức trả lương chung, còn khi mà bạn đã vào làm nhân viên rồi thì chắc chắn là bạn biết mức lương của các bạn đồng nghiệp của mình, vì người Việt Nam mình không giấu ai mức lương bao giờ. Và về về nguyên tắc nhân sự của chúng tôi không muốn có sự không công bằng ở trong bộ phận. Thế thì cái đấy là cái mà bạn không phải lo nhé. Bạn Phạm Thị Thanh Hoa, nếu em đang học đại học chuyên ngành không liên quan đến nhà hàng khách sạn thì liệu em có xin làm thực tập tại khách sạn được không? Vì em yêu thích lĩnh vực này, em thích vị trí phục vụ ở nhà hàng.
Bạn hoàn toàn có thể, bạn bạn Hoa thân mến, vì bạn có muốn làm người này hay không muốn làm ngành này không quan trọng. Khi bạn làm trong khách sạn, bạn làm ở nhà hàng thì bạn đã tích lũy được một số kinh nghiệm sống tương đối, vì cái đối tượng bạn tiếp xúc, bạn có thể ít nhất là bạn có thể trau dồi được khả năng ngoại ngữ của bạn. Cho nên là nếu bạn muốn thực tập thì bạn cứ vào Facebook cái dạng Crowd Plaza nhá. Và nếu như bạn không tìm được thông tin thì bạn cứ gửi thông tin bạn yêu cầu đến cái Facebook của cái khách sạn, các bạn sẽ chuyển sang cho tôi và tôi sẽ gửi thông tin cho bạn. Bạn bạn Hồng Hoa, chị cho em hỏi, em đang là sinh viên, em có thời gian đi làm thêm không nhiều, điều này có làm cho em bị lu mờ không được tuyển dụng trước nhiều bạn đã đi làm nhiều không chị? Hồng Hoa thân mến, em có thể là mỗi thời gian mỗi thời điểm em có một cái ưu tiên riêng. Em đang ưu tiên vào học rất tốt, tuy nhiên là em không có nhiều thời gian thực tập cũng không sao, em có thể sắp xếp thời gian. Bọn chị hoặc là khách sạn Crown cũng rất là linh hoạt, em có thể không cần là đi thực tập thời gian dài, nhưng em có thể đăng ký là nhân viên thời vụ. Nhân viên thời vụ em có thể, em cũng nói với các anh các chị, nếu như mà em thể hiện được em tốt, em chỉ thấy là các anh các chị dưới nhà hàng mà thấy các em làm việc là ổn thì không cứ là ngày nào cũng phải đến. Em có thể một tuần em bảo là em các anh các chị có thể cần người lúc nào thì em có thể làm được ngày này ngày kia và để số điện thoại lại. Nếu như lâu lâu không thấy các anh các chị gọi thì em có thể gọi lại, em hỏi là em muốn xin làm casual. Casual là thực tập, là xin làm part time đấy em ạ. Là em cũng có thể có được cái em có thể có được một chút thu nhập không nhiều, tại vì em cũng gọi là thôi, tại vì em không đi làm được nhiều, nhưng em cũng có thể có thời gian để em học thêm được cái thực tế, em tích lũy thêm được kinh nghiệm. Còn lu mờ hay không lu mờ thì khả năng của em khi ở tuyển dụng mới là quan trọng. Cái khả năng của em có thể hiện cái tuyển dụng cũng là quan trọng, một cái thời gian mà kể cả em đi làm casual thôi, chỉ cần ít thời gian thôi, nhưng mà cái ý thức hoặc là cái thái độ của em đối với công việc ấy cũng có thể làm cho nhà tuyển dụng thấy rằng là em là người chúng tôi cần. Thực ra chúng tôi rất cần đấy, chúng tôi rất cần những người có nhiệt huyết, rất cần những người có thái độ đúng, rất cần những người có cần việc và có tâm huyết với nghề. Cho nên là hy vọng rằng là sau cuộc nói chuyện này thì các bạn hiểu đúng hơn về nghề và có xác định được tư tưởng tốt. Thực lòng mà nói là cái nhân sự luôn luôn là cái mối đau đầu của chúng tôi, vì chúng tôi muốn tuyển được những bạn thực sự yêu thích nghề này, thực sự muốn cống hiến, thực sự muốn làm, thực sự muốn phát triển bản thân. Vì nghề này phát triển bản thân rất tốt. Các bạn nhớ là nghề này phát triển rất tốt, là môi trường tương đối là công bằng. Môi trường tương đối là công bằng. Không, tất nhiên là cạnh tranh rồi, như bạn nói là cạnh tranh rồi, nhưng cạnh tranh công bằng. Nhưng các bạn cứ yên tâm. Xin lỗi, tôi phải sạc pin đã hết. Của bạn Đinh Công Hoàng, cô cho em hỏi yêu cầu về ngoại ngữ trong khách sạn là TOEIC hay IELTS. Thì cái này thì thực tế ra thì cái này chúng tôi không quy định điểm, tại vì là căn bản nhất là bạn phải giao tiếp với chúng tôi tốt. Khi phỏng vấn chúng tôi dùng tiếng Anh hoặc là cái ngôn ngữ bạn muốn apply, là ví dụ như chúng tôi tiếng Anh hoặc là tiếng Hàn, chúng tôi rất cần có những bạn là tiếng Hàn tốt, thì chúng tôi đang tuyển. Thì hy vọng là các bạn thể hiện cái khả năng khi chúng tôi phỏng vấn là quan trọng đấy. Thì bạn cũng không lo là phải bao nhiêu điểm sàn đâu, không có điểm sàn yêu cầu là bao nhiêu, bạn Đinh Công Hoàng nhé. Bạn Thomas Nguyễn, chị ơi cho em hỏi bên Cloud có tuyển nhân viên part time không ạ? Bạn Nguyễn, bạn đăng ký nhá, chúng tôi lúc nào cũng cần nhân viên part time. Bạn cứ liên lạc với phòng nhân sự hoặc là bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi. Hy vọng là nói chuyện chúng ta nói chuyện hôm nay cũng tương đối là dài rồi. Mình sẽ trả lời thêm. Có bạn là Hà Nguyễn,
Các bạn bảo là cho thi hỏi thông tin tuyển thực tập khách sạn thì tra cứu ở đâu ạ? Nếu bạn Hà Nguyễn đang học trong trường ấy thì trong trường là sẽ người liên lạc, còn nếu không các bạn liên lạc trực tiếp thì các bạn vào Facebook của khách sạn Crown Plaza nhé, liên lạc với phòng nhân sự hoặc là gọi điện đến số điện thoại của khách sạn Crown, liên lạc với phòng nhân sự, hoặc nếu không thì các bạn cứ gửi yêu cầu đến cái nghề khách sạn này, cái Facebook của khách sạn, tôi sẽ gửi đường link cho các bạn. Bạn Mạnh Ngọc Crown ở số Mỹ Đình, gần sân vận động Mỹ Đình bạn nhé. Bạn Trương Huy, bạn đang phân vân giữa reception và F&B. Các bạn là bạn thích nghề nào, bạn thân mến, bạn thích nghề nào nào? Reception cũng có cái rất là thích, là nhưng mà bạn sẽ phải có khả năng ứng phó tương đối là nhanh. Reception thì bạn tiếp xúc ở ngay, bạn có thể tiếp xúc ở quầy lễ tân, bạn sẽ phải có khả năng giải quyết vấn đề tốt. Còn F&B thì cũng rất là thú vị. Về cái nghề F&B là khi bạn làm thì bạn học được rất là nhiều thứ cho cả bản thân, tức là học F&B bạn học được cho bản thân rất là nhiều. Nên là căn bản bạn phải thích như nào, hoặc là bạn có thể vào trong khách sạn, như khách sạn chúng tôi thì chúng tôi cũng luôn luôn ví dụ như bạn muốn phát triển bản thân thì bạn đang làm F&B thì bạn muốn xin sang lễ tân chẳng hạn, thì bạn có thể xin sang thực tập, xin sang đấy cross training một thời gian xem như thế nào mà bạn thấy là phù hợp với bạn không. Có cơ hội thì bạn hoàn toàn có thể được chuyển sang và bạn có thể học được một lúc cả hai nghề. Nên là bạn cứ thử xem nhé. Bạn Lan Phạm, bạn cứ liên lạc với phòng nhân sự nhé. Các bạn nói về vấn đề về các bạn muốn xin thực tập hoặc muốn làm part-time, muốn tuyển dụng thì các bạn cứ liên lạc với phòng nhân sự khách sạn Crown. Còn nếu như các bạn chưa biết cái là cái nào thì cứ liên lạc với tôi qua cái nghề khách sạn nhé. Muốn tăng phản ứng, bạn Hòa Phạm, Hoàng Lan Phạm muốn tăng phản ứng khi giao tiếp tiếng Anh, cái đấy phải qua từ qua hàng ngày, luyện tập hàng ngày, tiếp xúc với khách hàng thường xuyên, với khách thường xuyên, nói chuyện thường xuyên. Cơ hội rất tốt là khi các bạn tiếp xúc với cả những khách giao tiếp hàng ngày thì cái trình độ ngoại ngữ các bạn lên rất là nhanh. Bạn Quang Dũng hỏi là chị ơi, trong khi vụ nhà hàng mà do lượng khách quá đông, nhân viên thường hay mất kiểm soát khách nên dẫn đến dễ mất bill hay nhầm bill hay dễ bị cuốn theo lượng khách. Thực ra cái này thì nó hên xui lắm, mà nên bình tĩnh. Khi mà lượng khách đông mà thì các bạn nên xử lý như thế này này, lượng khách đông thì chúng ta nên in hóa đơn, và ai phụ trách khu nào là hơn khu đấy. Người mà y siêu hóa đơn, người mà làm cashier mà thu ngân đông đó phải là người rất là chặt chẽ và kiểm soát được. Khi đông quá thì quản lý nhà hàng lúc đấy dứt khoát phải đứng, phải support bạn thu ngân để biết là theo dõi là hóa đơn bàn nào thu tiền ra sao, vì thực ra mất hóa đơn là rất quan trọng. Mất hóa đơn bây giờ thì thực sự là một vấn đề kinh khủng vì mình bị phạt rất là nhiều tiền đấy, nên là nên cẩn thận. Còn để giải pháp nào ấy thì thực ra chẳng có giải pháp nào cả các bạn bạn ạ. Chẳng có giải pháp nào cho một cái trường hợp là mất hóa đơn, hay là vì cũng có thể là một lúc ở đấy mà do sơ ý, hoặc một lúc đấy mà khách đang gọi này thì thế kia, thì giải pháp quan trọng nhất bây giờ là không để cho các bạn mới, không để cho các bạn nào chưa quen đi thanh toán. Và khi thanh toán cho dù có vội đến đâu, có đông đến đâu thì chúng ta cũng nên bình tĩnh, không nên vội vàng. Để những bạn có kinh nghiệm hoặc là những bạn phục vụ khu vực đấy quen rồi và là người người phục vụ lâu năm trong nhà hàng đi thanh toán, để hạn chế. Đấy là hạn chế đến mức tối thiểu, chứ còn nếu mà để nói là để nói rằng là không mất thì thực ra thì rất là khó, vì bản thân chúng tôi cũng đã từng mất hóa đơn. Đấy, cho nên chỉ có thể hạn chế được thôi bạn ạ. Bạn Trương Huy, cô cho em hỏi thêm, hiện em đang là sinh viên năm 3 đại học, không biết liệu em có cơ hội thực tập hoặc làm part-time cho khách sạn không ạ? Bạn hoàn toàn có cơ hội bạn nhé. Chúng tôi luôn luôn mở cửa chào đón các bạn sinh viên. Bạn cứ đến phòng nhân sự khách sạn Crown, hoặc bạn vào trong Facebook tìm khách sạn Crown Plaza West Hà Nội, bạn liên lạc phòng nhân sự hoặc liên lạc với nghề khách sạn để lấy thêm thông tin nhé. Câu hỏi chắc là còn nhiều nhưng mà không thể nào mà trả lời được hết ngày hôm nay. Các bạn nào có câu hỏi thực sự muốn cần trả lời của tôi về cái nghề này thì
Các bạn cứ gửi thông tin vào nghề khách sạn và các bạn nghề khách sạn sẽ chuyển cho tôi. Thế thì cũng rất cảm ơn các bạn đã tham gia buổi nói chuyện trao đổi ngày hôm nay. Hy vọng là tôi có thể có một số thông tin hữu ích cho các bạn. Hy vọng là được gặp các bạn trong tương lai và sẽ trở thành đồng nghiệp của tôi. Xin chào và xin cảm ơn.